Thật ra Bồ Tát Địa Tạng đã thành Phật từ lâu rồi, cũng là thị hiện thành thân Bồ Tát. Trong số học trò có vô lượng vô biên người đã thành Phật rồi, thì đâu có lý nào thầy chưa thành Phật chứ. Đây là chứng tỏ chư Phật Như Lai Đại Từ Đại Bi. Hạ thấp thân phận xuống thành Bồ Tát để thuận tiện độ hóa chúng sanh. Các vị đều biết Phật Pháp là sư đạo, chúng ta đối với thầy phải tôn kính. Nếu đến chỗ của thầy để cầu học, sẽ không thuận tiện bằng thân phận Bồ Tát đến. Bồ Tát với chúng ta là bạn học, họ là học trò của Phật, chúng ta cũng là học trò của Phật. Họ là học trò thời kỳ đầu, là học khóa trước chúng ta, cùng thân phận học trò. Cho nên chúng ta không cầu, họ có thể đến tìm chúng ta. Thầy không có lý nào đi tìm học trò, nhưng bạn học thì được. Vậy sẽ thuận tiện cho việc giáo hóa rất nhiều. Làm người bạn không mời cho tất cả chúng sanh. Chỉ cần quan sát thấy cơ duyên của chúng sanh chín mùi thì họ sẽ chủ động đến. Đây là phương tiện độ hóa chúng sanh của thân phận Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng vĩnh viễn ở vào địa vị Bồ Tát. Nguyên nhân là ở chỗ này.